Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh BMT Củ Chi. Hôm nay buổi chiều mình quay thêm sản phẩm mới nha các bạn. Amli Baramax, hàng chính hãng công ty. Model là SA203V. Đó, cái đời này hát cũng rất là hay nha các bạn. Tiếng ga rất là trung thực. Và công suất của con máy này là 160W một kênh. Tổng công suất là 320W các bạn. Đánh tốt lo 20, lo 2 tắc, lo xịn, đánh rất là hay luôn. À, dòng Baramax thì cái model hôm nay là 203V. Đời này có bo đèn nha các bạn, bo đèn zin theo máy luôn, thiết kế mẫu rất là lạ. Đây, có chữ Baramax ha. Bo nhạc thì đánh sóng lên y cái sàn nhảy vậy các bạn. Thiết kế kiểu cũng rất là lạ. Thì cái dòng này là sản xuất vào năm 2008 đến bây giờ nha. Năm 2008 đến bây giờ. Có tem bộ công an luôn, chống hàng giả ha. Đó, ngoại hình con máy này là tương đối không đẹp nha các bạn. Ngoại hình là tương đối không đẹp hoàn hảo, máy cũ. Nhưng mà chất âm ra rất là hay. Hàng Baramax là hộp dạng âm thanh nó ra rất là tốt nha. Thì là cái thương hiệu này là số 1 luôn đó nha các bạn. Được sử dụng và người Việt Nam chúng ta rất là ưa chuộng. So sánh Baramax với Adidas là hai cái thương hiệu là có tiếng nhất đó. Thì con này đánh cũng rất hay. Chạy là công suất là 4 con sò lớn nha các bạn. Đây, máy 4 sò lớn, để mình quay nửa hắt luôn ha. Tại bây giờ buổi chiều nên cái hình ảnh không đẹp, các bạn không cảm. Thì đặc biệt Baramax là tăng phô tròn, có bọc một cái vỏ bằng sắt. Vỏ bằng sắt sơn tĩnh điện. Có đóng chữ đóng ngọc luôn. Thì theo mình được biết là tăng phô Baramax là toàn dây đồng không nha. Dây đồng hết. Còn Adidas là có đời đồng đời nhôm nha các bạn. Baramax thì gáp đồ hay chất lượng hơn ha. Đây, máy là chạy sò lớn nha, 4 con mạch 1 vế. Đó, nguồn với gờ le đồ là chung hết, 1 vỉ ha. Sò là A1943 và C5002. Thông số sò ghi cái chữ rất là lớn. Bây giờ tối quay không thấy. Miếng nhôm nè các bạn để ý ha, miếng nhôm to kinh khủng. À, bây giờ lấy nét nó cũng màu, nó xuống màu quá. Đây, đây nè, đó, miếng nhôm dài hơn 2 tấc mà cái cạnh nhôm rất là dày. Miếng nhôm là đạt chuẩn nha các bạn. Miếng nhôm đạt chuẩn, dày, giải nhiệt mát cho cái máy chúng ta. Đó, quay qua đây nó có góc sáng hơn. Máy là mạch công suất. Mạch công suất và nguồn này là còn zin hết nha các bạn. Nguyên bộ phận này là còn zin. Thì cái bộ phận đằng trước mạch rề nè các bạn là bắt buộc phải kiểm tra ha. Tại máy cũ để lâu không sử dụng là ảnh hưởng tới dàn volume gột gẹt đó các bạn. Là mình phải kiểm tra dàn đó. Các bạn để dây bó nè. Dây zin theo máy không thay ha. Máy là cố gắng giữ cho cái nét đẹp của nó. Cái nền cái đáy cũng còn đẹp ha. Thì cái đời này chạy ECHO là 2399. 2399 tiếng ga rất là ngọt ngào nha các bạn. Tại đời ngày xưa, linh kiện ngày xưa hát cực kỳ êm ái luôn. Có chữ Baramax này nè. Hình như là toàn bộ mạch đều có chữ Baramax các bạn. Đó, cái bo master cũng có nè. Mạch này là màu xanh. Đó, nội thất tổng quan nó là như thế. Công suất là 320W nha. Đó, các bạn thấy sao? Quá đẹp ha. Dòng này thuộc dạng dòng gia đình mà hát nhỏ nhỏ nha các bạn. Ồ, này hơi tối chứ.
Nói chung ngoại hình con máy là còn tương đối không tệ lắm các bạn. Đó, thì nội thất sơ bộ cái máy nó như vậy. Đây nắp máy đó. Nắp máy này cũng bị sét li ti, bị dập sơn li ti, mình cũng cố gắng dặm lại các bạn. Đó, mình chỉ khắc phục dặm sơ thôi à. Nè, có mấy lỗ ha. Đây có mấy lỗ nữa. Nhưng mà mình cũng cố gắng mình sơn dặm lại thôi. Chứ nếu mà cái này muốn sơn đẹp là chúng ta phải làm cực lắm các bạn. Thôi mình thấy làm như vậy cũng tạm ổn mà. Còn bác nào mà nó muốn kỹ á thì về sơn lại các bạn. Giờ chúng ta chịu khó tẩy lớp sơn này ra, sơn lại mới đẹp ha. Đó, nó bị cái ở đây nhiều nè. Nhưng mà bên hông thì đẹp. Nói chung nó bị tương đối à, chứ không có nhiều nha các bạn. Đó, cái hông còn rất là mới. Đó, bên trong thì còn nguyên luôn. Bên trong là còn nguyên. Đó, sơ bộ cái nắp nó vậy. Nhưng mà nhìn từ xa là không thấy nha. Tại này mình quay gần cái độ sáng nó trực tiếp vô cái chỗ đó mình mới thấy rõ. Đó, thì cái máy có làm sao thì mình quay như vậy ha. Ngoại hình tương đối không đẹp hoàn hảo nha các bạn. Mặt tiền đằng trước thì cũng còn ok. Mặt tiền đằng trước còn ok. Đó, máy hồi nãy giờ đánh nhạc liêu riêu á. Đây ba lăng nè. Ba lăng ngược lại nè. Volume cắt là cắt ngọt. Không gột gẹt nha. Không bù, không gột gẹt. Đó, vậy là quá chuẩn ha. Rồi bây giờ mình tiếp tục test phần echo. Nghe karaoke nó hơi sao. Alo. Alo. Echo hơi nhiều. Alo. 1 2 3 4. Này chúng ta có thể chỉnh lại. Thì máy mình để trung bình là hướng 12 11 giờ. Alo. 1 2 3 4. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Không, hát cũng tương đối, nói chung hát hay vậy chứ không phải hát dở đâu. Hàng Baramax là hàng thương hiệu có tiếng mà. Alo, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Alo. Đó, chúng ta có thể chỉnh cái nút delay. Delay có nghĩa là thời gian lặp lại của cái tiếng echo của chúng ta. Đó, chúng ta giảm cho nó đừng có nhanh quá. Alo. 1 2 3. Đó, cái này là cái tiếng repeat lặp lại hơi nhiều nè, mình giảm lại tí xíu. 6 7 8 9 1 2. Đó, thì cái này cơ bản là mình tự chỉnh, mình thích chỉnh sao mình chỉnh ha các bạn. Còn chức năng của máy thì nó hoạt động hoàn hảo. Về nút volume thì bao bao dặn từng con up phê ngọt ngào hết. Tiếng âm thanh ra phải nói là ok. Rồi, con máy hôm nay là thuộc dạng máy hàng xịn xài cho gia đình. Công suất vừa phải 320W. Đó, đánh tốt một cặp loa hai tắt. Tiếng ra rất là sáng nha các bạn. Tiếng bass đầy. Nghe nhạc rất là hay. Và chúng ta nghe cái lời nói nó cũng trung thực nữa các bạn. Nghe hài, coi hài hay cái gì cũng hay đó. Rồi hôm nay mình cố gắng vào buổi chiều này mình lên clip Amply Baramax SA 2000
203V cho các bạn xem tham khảo. Thì các bạn có xem qua video này, muốn sở hữu ampli này thì cái giá con này là bán 1 triệu 100 ngàn đồng, không bao gồm phí ship. Đó, 1 triệu 100 ngàn, không bao gồm phí ship. Bác nào xem qua mà thật sự thích con máy này, muốn sử dụng cho gia đình của mình thì hãy liên hệ bên BMT của Chi. Số lượng chỉ có 1 em duy nhất. Bác nào nhanh tay quẹo lựa luôn ha. Rồi, video tới đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mình sẽ cố gắng cập nhật những sản phẩm mới, sản phẩm cũ nhưng mà là hàng mới trên kênh BMT của Chi. Các bác nào xem qua có hết thì nhớ ủng hộ cho bên mình nhé. Rồi, chân thành cảm ơn, bye bye và hẹn gặp lại. Giá con này là 1 triệu 1, bao ship, không bao ship. 1 triệu 1, không bao ship nha các bạn. Rồi, bye bye.